bạn đã quay trở lại với Top Game Online, mình là Remind đây. Thì hôm nay Remind sẽ giới thiệu tất cả các bạn một cái tựa game khá là hay. Tựa game này cực kỳ là xả stress rất là tốt luôn và giảm rất là nhiều áp lực cho các bạn khi mà các bạn chơi. Thì tựa game này có tên là Kill It With Fire. Thì Kill It With Fire là một cái tựa game là tái hiện nỗi sợ thầm kín trong lòng của các bạn. Dù là tái hiện vậy thôi nhưng mà các bạn có thể gọi là tiêu diệt cái nỗi sợ này trước mắt các bạn thông qua cái tựa game này. Thì tựa game này nó có cái tính chất gọi là giải trí rất là cao và các bạn có thể gọi là sau những giờ làm việc căng thẳng là các bạn bực tức cái gì đó hoặc là các bạn buồn bực thì các bạn có thể chơi thử tựa game này ở trên điện thoại. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi thử cho các bạn coi nha. Thì trong cái tựa game này á là các bạn ví dụ các bạn mỗi người sẽ có một cái nỗi sợ riêng đúng không? Thì trong này nó sẽ cho các bạn, mình nghĩ là cho các bạn lựa chọn. Thì cái việc mà các bạn cần làm ở trong cái tựa game này là các bạn sẽ tiêu diệt cái nỗi sợ đó bằng lửa, bằng thì như vậy bằng lửa thì phải, tại vì nó kill it with fire mà đúng không? Ok. Nhà gì đây? First contact. Ok. Bây giờ mình phải di chuyển nè, ở đây là tựa game 3D như góc nhìn thứ nhất. Tựa game 3D góc nhìn thứ nhất. Pick up valves, pick up. Cái này mình phải lấy hả ta? Phải lấy bình hoa hả ta? Làm sao để lấy ta? À đây đây đây, cái này phải lấy bình hoa. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Ồ. À có nghĩa là các bạn phải di chuyển cái hồng tâm. Các bạn phải di chuyển cái tâm vào trong cái chỗ mà nó. Ui cái con nhện kia. Ui cái con nhện. Con này mày chết. Mày chết rồi. Con nhện mày chết rồi. Objective. Kill cái gì? Kill bug hả? Kill blood. Kill spider. À mày phải giết con nhện đã. Nhện đâu rồi? Bây giờ con nhện đâu? Sao để... À, nhưng mình phải tìm. Bây giờ mình phải tìm con nhện đúng không? Đó, bây giờ mình phải gỡ hết đống này ra để mình kiếm con nhện. Con nhện đâu? Đó. Con nhện đâu? Không nhận đâu đây cả. Hiện tại là nó sẽ có những cái objective này để mình đi kiếm, mình giết mấy con nhện á. Nhưng mà game này là game đồ họa, game đồ họa 3D cho nên là các bạn cũng sẽ hơi khó điều khiển một chút xíu. Các bạn phải tập trung để điều khiển để mà di chuyển cái hồng tâm của các bạn. Các bạn nào mà chưa biết chơi chữ game này thì các bạn có thể gọi là tập chơi trước, tập làm quen với cái này trước. Cái này mình có thể gọi là mình build up đồ vật lên được nè. Đó, có con nhện không? Không có nhện đâu hết. Nhện. Nhận trong này không ta? Nhận đâu rồi? Không nhận đâu kìa, cái tiếng nhận kìa. Ôi kìa kìa, cũng nhận kìa. Nhận bỏ đâu rồi? Bỏ đâu rồi? Ủa nó mới thấy đúng đây mà. Đấy đúng không? Đấy đúng không? Có bỏ đây không? Nhận đâu rồi? Nó bỏ đâu ta? Nó bỏ đâu lẹ vậy? Wow. Nó bỏ đâu đúng lẹ luôn ấy. Nó cái tiếng nhận kêu kìa. Bỏ xuống cái bàn thôi vậy? Ghê quá à. Ghê dư gối. Ở đâu nhờ? Ở đâu nhờ? Không nhận đâu. Ném vào tivi luôn. Ui cái này. Ui. Nó đâu trời? Nhận đâu rồi? Con kia quay trở lại. Con nhận. Đâu trời? Kìa nó kìa. Bồi đâu đây? Bồi đâu đây? Đứng lại. Wow. Làm sao để giết nó nhờ?
tôi bắt đắp. Trời, nó bỏ, nó còn nó bỏ đồ hết đồ luôn kìa. Giết con nhà anh. Làm sao để giết con nhà anh vậy? Đứng lại coi, làm sao để giết con nhà anh? Làm sao để giết cái con này vậy? Tôi nghĩ là mình phải kiếm súng rồi vậy. Có nghĩa là bây giờ giết. Bây giờ giết nó bình thường không được rồi. Giờ giết nó bình thường không được rồi, phải làm gì ta? Phải làm gì để giết nó nhờ? Để tôi dục hết đồ ra để mở cửa kìa. Mở mấy cái cửa này ra có cái gì trong này không? Mở mấy cái tủ này ra coi. Có cái gì nè? Ồ, ném cuốn sách về giết con nhện. Nhện đâu? Bỏ đâu rồi? Nhện. Giết con nhện đi cuốn sách. Giết con nhện đi cuốn sách kìa, vậy giết con nhện đi cuốn sách. Đó rồi. Con nhện đâu ta? Ở đây này, nó trong này nè. Bây giờ sao lại giết nó ta? Giết con nhện với cuốn sách nè. Wow, không giết được, không dính rồi. Trời ơi, cái này khó quá vậy. Thì cái này chắc nhiều khi chết hơn luôn đấy. Nè nè, chỗ hai con lận kìa. Wow. Giờ sao ta? À, bạn quả có thể sử dụng cái này để đập nó được. Để coi thử coi có đập được không. Để lấy cái này đập nó được không ta? Đó đâu rồi? Nhận, đứng lại cho tao. Đập nó. À, sao để đập nó nhờ? Sao để đập nó nhờ? Đâu rồi? Wow. Không biết giờ làm sao để kiếm nó để đập nó luôn. Đâu ta? Trời, game này kiếm thấy bà nội luôn. Cơ chế chơi hơi khó nha. Bây giờ phải... Giờ kiếm con nhện, không thấy con nhện đâu nữa rồi. Các bạn sẽ nghe tiếng nó xung quanh đây. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi? Bực bội quá, đập hết đồ luôn. Kìa nó, thằng kia đứng lại coi nào. Ủa, nó vô cửa rồi kìa. Open closet door. Bây giờ mình có thể mở cửa này rồi nè. Trời, ghét cái con nhện này ghê luôn á. Cái này là gì đây? Mình lấy được cái tracker, kiểu như là mấy cái mà để check con nhện ấy. Giờ mình kiếm hình như phải kiếm súng rồi vậy. Trời, thiệt sự luôn á. Con nhện chết chưa? Nhện ơi. Chết đi nào. Không tự tin được, what the hell. Trời ơi. À. Phá banh nhà luôn rồi vẫn chưa giết được con nhện. Như là cái này mở cái gì ra nè. Nhưng phải mở cái gì ra nè. Ủa, hình như tôi giết được một con nhện rồi đấy. Tôi giết được một con rồi phải. Nó có cái check rồi kìa. Bây giờ phải kiếm. Tôi không kiếm được. Hình như tôi giết được một con nhện rồi. Tôi giết được trong lo sợ rồi. Tôi đã giết được một con nhện.
Ê, hình như cái này là cái gì nè? Mục tiêu 2 hả? Giờ tôi ném cái quyển sách vào nó được không? Giờ phải ném quyển sách vào nó. Làm sao để ném quyển sách vào nó ta? Ok, cầm quyển sách nè, rồi nó đâu để ném rồi? Nhện ơi, nhện ơi, wherever you are. Wow, nói chung là game này á thì âm thanh thì nó không có được to cho lắm, nên tôi không nghe rõ được. Kiểu như cái âm thanh bên ngoài thì nó hay, nhưng mà cái âm thanh này nó không được to cho lắm. Với lại cái góc nhìn camera nó hơi tôi nghĩ là game này nó sẽ yêu cầu cái cấu hình nó hơi cao một xíu. Cái điện thoại của tôi thì nó hơi nó không có đáp ứng được quá nhiều ấy, cho nên là nó hơi lắc. Kiểu như chơi cảm giác nó hơi lắc nữa mà. Với lại các bạn phải gọi là quen với cái góc nhìn thứ nhất. Nên là bạn nào mà chưa quen với góc nhìn thứ nhất á, đôi khi nó sẽ bị chóng mặt á. Thì thiết kế cho mình là thiết kế 3D hoàn toàn. Cái nhà này là thiết kế 3D, là game này theo dạng gọi là dạ, cũng là một chút xíu về giải đố nữa, cho nên là mình cứ tưởng là nó sẽ khá là chill, nhưng mà không, nó không chill tí nào cả. Nó không cho mình giết con, nó không cho mình dễ dàng giết con nhện, tại vì con nhện nó chạy nhanh quá đó. Thì các bạn sẽ có một cái objective ở đây, là một cái bảng nhiệm vụ á, và các bạn khi mà các bạn làm tất cả các nhiệm vụ trong này nó sẽ được tích, các bạn sẽ được tích 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 những cái tích ở đây đó. Thì game này nó cũng khá là hay thôi. Nếu mà các bạn kiểu như máy các bạn nó sẽ mạnh được chút xíu á, thì các bạn sẽ trải nghiệm cái màn hình kiểu như kéo này kéo thả này nó mượt mà hơn. Và cái này các bạn có thể giết giết nhện bằng nhiều cách, là kiểu như là các bạn dùng súng lửa, rồi các bạn dùng những cái vật dụng các bạn ném vào người con nhện nó cũng được đó. Thì tạm thời là bây giờ mình đang gọi là mình đang bế tắc, tại vì mình không có biết là bây giờ kiếm cái vật dụng ở đâu rồi ném cho con nhện như thế nào, tại vì mình kiểu mình cũng bị hơi bị lắc á đó. Mình cũng hơi lắc là cũng không có ấy được. Ủa, cái gì mình đạp dính nhện hả? Đó, nói chung cứ tới gần con nhện là sẽ có cái tiếng đó. Ừ. Và mình cứ tưởng lúc đầu mình cứ tưởng là mình sẽ được chọn những cái thứ mà mình ghét, nhưng mà không phải. Thì mình sẽ mình nghĩ là cái này các bạn qua màn các bạn mới được chọn ra những cái thứ mà mình ghét nhất á, kiểu vậy. Và đồ họa game thì cũng khá là ok, cái nhà đồ họa với đồ họa của một cái game điện thoại á, thì đây là đồ họa nó khá là tốt, kiểu như nhìn nó rất là clean, nó rất sạch đó, nó không có bị kiểu như nó không có bị răng cưa, hay nó không có bị gọi là nhìn xấu đó. Một game điện thoại thì với mình như vậy là được rồi. Nhưng mà những bạn nào mà chưa chơi những cái tựa game góc nhìn thứ nhất nhiều, các bạn cũng phải cẩn thận, tại vì nó cũng sẽ rất là dễ làm các bạn chóng mặt đó. Những bạn nào bị chóng mặt á thì phải phải quen với điều đó. Con nhìn má nhìn má. Ok thôi, nói chứ không làm được gì nó đâu các bạn ơi. Đó thì cái tựa game này cách chơi là như vậy. Thì các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cái tựa game này thì các bạn có thể tải về trên App Store hoặc là Google Play để mà chơi thử tựa game này nha. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên nhấn like, share, subscribe cho tụi mình, và nhớ là lúc nào tụi mình cũng sẽ có những video mới ở trên kênh này nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.